Chào tất cả anh em. Hôm nay mình lại tiếp tục lên một mặt hàng sưu tầm đến với anh em. Đợt này mình về được hai cái mẫu rìu Nhật Bãi, một dòng mẫu rìu chuyên để đi campus nè nha anh em. Mẫu rìu đi cắm trại picnic đi rừng của Nhật. Hàng này là hàng Nhật Bãi, chất liệu là thép rèn thủ công. Dòng thép đen đó anh em. Cán gỗ cổ điển, dòng cán công. Hai mẫu cầm tay thiết kế rất là đẹp, phải nói là hàng này cực đẹp trong những cái mẫu hàng của Nhật Bãi đi về. Tổng quan thì mình sẽ giới thiệu chi tiết cho anh em. Đầu tiên là cái mẫu rìu cán da dài, dòng này là cái dòng cán dài hơn, là cái dòng 37 cm, cán dài 37 cm. Bản lưỡi, độ cao của lưỡi của nó là 14 cm. Và cái bề rộng lưỡi là 9 phân nha anh em. Và nặng 800 g. Riêng cái mẫu cán lùng, cái mẫu mình đánh giá là nó rất là nghệ thuật. Chuyên để anh em ta dắt ba lô, dắt hông rồi nè. Cái mẫu này nhìn nó rất là quyến rũ. Là cán nó dài 27 phân. Thì cái bề rộng của lưỡi nó cũng giống nhau, cao 14 và cũng rộng 9 phân luôn. Thì cây này nó nặng là 700 g. Cái dòng thép thủ công này nè anh em, là cái dòng thép nó rèn bằng tay. Dòng thép này nó rất là bén, càng mài là càng bén. Chất liệu thép thì lại cứng nữa, rất dễ mài và sử dụng được rất lâu bền. Cái thép này là mình phải nói là mình phải bao bén luôn nha anh em. Chặt cây cực kỳ ngon. Và nó thiết kế là cái dạng lưỡi tạp đó, có cong nhẹ. Được cái là nó thiết kế nghệ thuật hơn, là nó cắt góc cạnh, nó bo, nó cắt blade ma này, rất là đẹp này. Anh em thấy cung góc luôn đẹp. Tổng quan cây búa nhìn rất là chất lượng. Cái mẫu cán dài cũng vậy, cực đẹp. Thì mình bán đồng giá cái mẫu cán dài và mẫu cán lùng, với giá là điều đồng giá là 900 ngàn, chưa phí vận chuyển một cây. Xin nhắc lại là mình bán đồng giá là cái mẫu cán dài 37 phân và cái cán lùng 27 phân, đều là 900 ngàn, chưa phí vận chuyển một cây. Số lượng thì về cũng rất hạn chế, hàng này hiếm hàng lắm. Lâu lắm mới gặp được những cái mẫu rìu nghệ thuật đẹp như thế này. Dòng này đi phượt thì cực chắc, anh em vừa làm thêm cái bao da nữa thì cực đẹp. Dắt hông thì quá là chất lượng và ngầu. Anh em xem logo mọc đồ đó đóng rồi, rất là phong cách của Nhật. Rồi, anh em nào quan tâm hai cái mẫu rìu campus của hàng Nhật xuất châu Âu này thì liên hệ bên phía mình. Bên mình có ship code toàn quốc, anh em nhận hàng kiểm tra rồi mới thanh toán. Rồi mình xin kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi.